Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh YouTube CCTV Vlog, kênh mới nhất của Hoàng Zone Trang Trang TV. Và vẫn mong rằng là các bác tiếp tục ủng hộ bằng cách là đăng ký kênh, like video, nhấn nút cho thông báo. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Hôm nay thì tôi chỉ xin chia sẻ lại với các bác đôi điều về ông Mai Tiến Dũng. Ông Mai Tiến Dũng thì nguyên là Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Có thể nói cũng có cái thành tích rất lớn cho cái việc mà cả cái thủ tục hành chính liên quan tới cái cổng dịch vụ công vân vân. Thế nhưng á, thường thường như thế này, làm chính trị gia thì nhiều khi rất khổ. Mỗi khi người ta nhớ tới điều gì, đúng không? Người ta suy nghĩ và người ta sẽ nghĩ tới cái điều gì. Thì tôi không biết là ông Mai Tiến Dũng thế nào. Thế nhưng mà thật sự cái câu nói của ông, cái câu nói mang cái tính chất rằng là chúng ta trên cơ sở rất là công khai, minh bạch, dân, nghĩa là chúng ta làm sai thì chúng ta sẽ xin lỗi dân. Còn nếu mà dân sai thì dân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Đó là cái câu nói có thể nói rằng là để đời. Có lẽ, tôi suy nghĩ rằng là có lẽ lúc đó thì ông cũng lỡ lời mà thôi. Cũng gọi là lỡ lời mà thôi, chứ không phải là một cái ý đồ gì. Thế nhưng mà thực tế, chúng ta nhìn qua thì có rất nhiều vị lãnh đạo là người ta cũng lỡ lời. Tuy nhiên ấy, thì họ không bị nhớ tới nhiều như thế. Là bởi vì có những cái câu nói, có những cái khẩu quyết, khẩu dụ dạng dạng như thế. Nó đi vào cuộc sống, nó đi vào lòng dân. Ví dụ như câu trùng cuối chẳng hạn, thì các bác có thể thấy rằng là tự dưng một ngày đẹp trời, trước đây người ta cũng nói là trùng cuối chứ. Thế nhưng một ngày đẹp trời thì cái câu đó người ta cứ lan truyền khắp cả nước và ai ai người ta cũng nhìn thấy và nghĩ tới cái từ là trùng cuối. Bởi vì có lẽ rằng người dân nhìn thấy cái điều gì đấy. Thế thì nếu mà chúng ta, kể cả chúng ta bỏ cái câu, nghĩa là bỏ cái con người ra, tức là vị trí là ông Mai Tiến Dũng ra, thì ngay cả cái câu rằng là quan với dân, đúng không ạ? Thì cái câu này xin thưa rằng là ông Lưu Bình Nhưỡng cũng đã nói trên diễn đàn Quốc hội. Thì cái việc gì của cán bộ thì xử lý mãi mà không chưa thấy xử lý. Trong khi đó là việc của dân thì cứ đè ra xử thôi. Và thực tế trong xã hội thì chúng ta cũng thấy rất là nhiều những cái bản án. Tôi lấy ví dụ như là có những cái bản án kiểu như là ăn cắp một con gà hay là ăn cắp cái gì đó, bánh mì vân vân, thì người ta có thể là xử nhiều năm. Tuy nhiên có những cái hậu quả gây thiệt hại rất là lớn, thậm chí hàng nghìn tỷ đồng, hoặc là những khối tài sản kếch xù của nhà quan người ta nhìn thấy thì không thấy xử lý mấy. Tức là cái câu đó nó cũng mang một phần cái thực tế, tức là cái câu nói rằng là nhiều khi họ chỉ cần xin lỗi là xong, hoặc là kiểm điểm là xong. Còn chúng ta thì chúng ta chỉ cần vi phạm thôi là chúng ta cũng đã bị dính rồi, đúng không ạ? Thì cho nên rằng là tôi nghĩ rằng là có những cái bên nào nghiên cứu về dư luận xã hội thì cũng thử nghiên cứu những cái điều đó để thấy rằng là tại sao những cái câu đó nó chạm vào cái nỗi đau của quần chúng, nỗi đau của người dân. Bởi vì phải hiểu được cái tâm lý, hiểu được nỗi đau của người dân thì chúng ta mới có cái cách ứng xử tốt được. Thế thì ứng xử thế nào cho tốt? Tôi chỉ xin chia sẻ với các bác rằng là cái thời điểm đó khi ông Mai Tiến Dũng ông nói cái câu chuyện này á, thì tôi có làm một cái video clip. Lâu quá rồi tôi cũng không chữ số, nhưng tôi nhớ mãi hôm đó tôi làm cái video clip và tôi có nói rằng là thôi thì chuyện gì thì cũng đã xảy ra. Ông Mai Tiến Dũng thì là đương kim, là lúc đó thì đang là đương kim Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Ông nói câu như vậy thì thật sự rằng là nó phạm húy rất là nhiều. Thế nhưng mà đường đường thì mình là một cái người vị trí lãnh đạo và có thể nói rằng là đứng đầu cái chỗ mà có thể là phát ngôn của Văn phòng Chính phủ, tức là đại diện cho Chính phủ. Thì Bác Hồ đã dạy rồi, cán bộ là sai thì phải biết nhận sai. Đầu tiên là thấy sai là phải biết nhận sai, và nhận sai xong thì lại phải tích cực sửa chữa. Thế thì lúc đó tôi mới nói vào rằng là nếu như học tập đúng tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ thì cũng chẳng ngại ngần gì mà đứng lên để mà nói chuyện. Rằng là hôm đó thì tôi lỡ lời, tôi có ý tôi không phải như vậy, thì bà con có gì là bà con bỏ qua cho. Thì ít nhất cũng có cái câu nói, người ta gọi là được lời nói thì chẳng mất tiền mua mà, lựa lời thì mà nói cho vừa lòng nhau. Cho nên nếu mà lúc đó ông nói thì có lẽ cái suy nghĩ nó cũng khác. Thế nhưng mà thực tế thì chúng ta lại thấy
cái câu chuyện nó khác hẳn. Một người mà xin thưa với các bác rằng là vẫn không thấy nhắc hay đả động gì, và thật sự một cái niềm tin nhỏ nhoi vào con người đó, không biết các bác thế nào, nhưng đối với tôi thì ít lắm, hiếm lắm. Và rất nhiều ý kiến là đồng tình, nếu như mà anh này có bị làm sao, ông kia có bị làm sao, thì người dân đã cảm thấy rất là vui mừng. Không biết các vị đấy có cảm nghĩ thế nào, là sau cả một quãng đời phấn đấu, sau cả một quãng đời làm quan, sau cả một quãng đời mà có thể nói là vinh nhục, thế nhưng mà người ta gọi là kết thúc trò chơi, kết thúc game, thì ai là người cảm xúc gì đấy, đúng không? Có những người mà khi mà kể cả đám tang thì hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn, và người dân đã đổ ra đường, người ta tưởng nhớ, tưởng niệm, người ta nhớ ơn, người ta ghi công. Còn có những người thì thật sự người ta cũng chẳng quan tâm và người ta cũng chẳng biết tới, thậm chí một vài cái dòng ở trên Facebook người ta cũng chẳng buồn viết. Có những vị quan mà người ta rời chức thì người dân là có rất nhiều những cái tiếc nuối, và thậm chí là rất lâu sau này người dân vẫn nhớ tới họ, mặc dù họ có thể nghỉ hưu đến hàng chục năm rồi. Nhưng có những người mà thật sự rằng là khi nghỉ hưu mà chả làm sao thì người dân cũng chả nói gì, cũng không buồn quan tâm đói hoài. Nhưng nếu lỡ sau khi nghỉ hưu mà lại bị vào lò thì người dân là nhiều khi, xin thưa các bác rằng là cảm thấy sung sướng hả hê. Thế thì chúng ta đặt câu hỏi ngược lại rằng là nếu mình mà là người thân của họ, mình đọc được những cảm xúc đó ở trên Facebook, ở trên xã hội, mạng xã hội, thì mình cảm thấy buồn không? Mình mà là trưởng, hoặc là mình là người có dòng họ với họ, cùng trong một cái nhà thờ tổ thì đều có tên để vào trong với nhau, thì mình có cảm thấy xấu hổ không? Có cái họ nào đã họp để mà xóa tên một cái người ra khỏi cái danh sách họ chưa? Hay rằng ghi vào đấy những cái điều ấy chưa? Hay rằng là vẫn là những cái dòng tiểu sử rằng là anh này đã từng làm cái nọ, anh này đã từng làm cái kia. Còn cái đoạn mà người ta nói rằng là bị kỷ luật hay là bị vào lò thì đoạn đấy là bỏ ra khỏi dòng họ, nghĩa là bỏ ra khỏi, còn giữ lại chức vụ thôi, đúng không ạ? Cho nên người ta nói là dân biết hết, thương dân thì dân lập đền thờ, mà hại dân thì dân sẽ gặp mồ ngập xương. Và cái câu dân biết hết thì không chỉ là một mình một vị lãnh đạo nói, là bác Tổng Bí Thư, mà đến ngay cả Bộ trưởng Tô Lâm thì cũng đã nói cái việc này đó. Và thật sự khi chúng ta nghiên cứu về cái câu nói của ông Mai Tiến Dũng thì chúng ta phải nghiên cứu xem rằng là kể cả ông Mai Tiến Dũng nói hay bất cứ một quan chức nào nói cái câu như vậy thì nó có chạm tới cái nỗi đau của người dân hay không, và nếu nó chạm tới nỗi đau của người dân thì chúng ta phải làm thế nào để chúng ta xử lý. Cái thời kỳ 10 năm, cái mất lớn nhất thì xin thưa với các bác, không phải là mất tiền mất của. Mất tiền mất của thì chúng ta hoàn toàn có thể kiếm lại được. Nhưng mà suy thoái về mặt đạo đức chính trị, rồi suy thoái về mặt phẩm chất, lối sống, thì xin thưa các bác rằng là cái đấy là cái xuống cấp về mặt đạo đức ấy, mà không chỉ là cho cán bộ đảng viên, mà trong cả toàn xã hội nữa. Thì cái đấy mới là cái lớn nhất mà tôi luôn muốn chia sẻ với các bác. Bởi vì người ta không biết xấu hổ. Người ta không biết xấu hổ. Người ta không biết rằng là có tự trọng. Người ta không biết cái từ liêm sỉ nó thế nào. Đúng không ạ? Người ta không biết từ liêm sỉ nó thế nào. Rồi người ta có thể sẵn sàng làm cái nọ làm cái kia chỉ bởi vì rằng là bỏ hoàn của mình. Tôi chỉ xin chia sẻ các bác rằng là có một vị quan chức cấp cao đấy, mà thậm chí mình có thể nói rằng là rất cao đấy, sau khi mà nhận một cái mức án kỷ luật mà chúng ta có thể nói rằng là nhẹ nhàng, thì đáng nhẽ với một người cán bộ thì người ta phải cảm thấy rằng là xấu hổ, người ta cảm thấy rằng là nọ kia vân vân. Thế nhưng mà vẫn về nhà, vẫn vui vẻ và vẫn gặp anh em chiến hữu, vẫn hát karaoke và thậm chí hát karaoke công khai chứ rất nhiều người. Thế thì thử hỏi với các bác rằng là như vậy thì có làm gương được không? Như vậy thì nó suy thoái đến mức độ nào? Mà giống như bác Trọng đã nói năm 2012 đấy, người ta gọi là tê liệt đi cái dây thần kinh xấu hổ mất rồi. Tôi hy vọng rằng là sẽ có một cái cú sốc.
thường thường á, trong những cái dạng như là trạng thái như thế này, chúng ta gọi là trạng thái như là băng, phá băng như này, thì để phá được băng, đóng băng như thế này thì nó cần một cái cú sốc rất là lớn. Và công cuộc đốt lò thì chưa dừng lại, và nó sẽ vượt qua trí tưởng tượng của nhiều người. Bởi vì muốn phá vỡ cái nếp tư duy đó, muốn phá vỡ cái suy thoái hoạt đạo đức đó, thì cần những hành động mạnh mẽ và quyết liệt hơn nữa. Và chắc chắn sẽ vượt qua nhiều, vượt qua cái trí tưởng tượng của nhiều người, ngay cả trong hệ thống cũng như là ngoài hệ thống. Đúng không? Và tại sao càng làm, càng đốt lò mạnh thì người dân lại càng có tin tưởng? Là vì thế. Và đốt lò càng mạnh, mạnh nữa nữa thì chắc chắn người dân lại càng tin tưởng nữa. Cảm ơn tất cả các bác. Chúc các bác một ngày tốt lành.